hồ thì nó chạy kiểu này cũng đâu có yếu gì đâu thôi. Bốn hồ tôm ương rồi sáu hồ tôm nuôi gì, có một màu nước một à? Màu nước một mà. Có một màu nước một luôn á. Nó màu nước một đẹp. Nước quá đẹp. Tôm bao nhiêu ngày cái màu nước này nó cũng vậy chứ đúng rồi. Để về mình xài cái vi sinh đó đó. Ồ. Tôm này nó trời. 70 ngày anh tại này chắc còn khoảng bốn mấy không? Bốn mấy con á. Bữa hổm anh căng là 46 con, là mấy ao anh kia là căng 46, này cũng 47 con. Màu lớn quá. Bây giờ mình sang qua 6 ao á, cái ao nào dày thì mình cho nó dày. Dạ. Cái ao nào mà ao sang ao vậy đó. Ở ao nào nó đạt ít hơn thì mình cho nó ít hơn. Ao dày thì cho nó dày, như cái ao này là nó dày nè. Ao này hồi bữa hổm sang tới 100.000 con. Cả tính ra mật độ nó có 200 con mét vuông. Nó vẫn lớn, tốc độ nó cũng so với này là gần 200 con. So với mấy thằng thưa thưa kia nó cũng tương đương, không có thua nhiều anh, con hai con tôm là dữ rồi nè. Lúc này là mình ăn siêu tăng trọng anh hả? Lúc này đang cho ăn siêu tăng trọng với kết hợp với cái tiêu hóa đó. Hai thứ trộn vô. Hai thứ trộn vô là để chi nó kích thích cái tiêu hóa cho nó nhanh, bị cái tăng trọng là nó cái dinh dưỡng nó cao thì nó chậm tiêu hóa thì mình phải kết hợp cái tiêu hóa vô để cho nó hấp thu dinh dưỡng nhanh. Nó nồng to đường ruột luôn ha. Cái tiêu hóa nó nồng to đường ruột đó. Mà nó chuyển hóa FCA cũng thấp nữa, tiêu hóa đó nó hay lắm. Mà nó sổ được cái con EHP ký sinh trùng trong đường ruột luôn đó. Cái tiêu hóa đó đó là nghĩa là anh ký sinh trùng rồi nó sổ ra hết luôn. Sổ luôn á, là nghĩa là anh nuôi từ nhỏ tới lớn là không có sổ miếng nào hết trơn á. Bởi vì có mấy anh em nuôi tôm nó sổ ký sinh trùng, có đôi lúc là sổ ký sinh trùng rồi nó hư tôm nguyên bầy luôn. Cho nên nó là sau này anh mới tìm hiểu thêm á. Cũng... mà cái này của mình sổ là nó dạng nó sổ từ từ nó thảo dược nó sổ từ từ ra. Còn nó mấy kia nó sổ một cái ra là con tôm mất sức luôn. Thằng này nó ăn rồi, nó ăn cái nó tiêu hóa rồi, nó cái chất mà tiêu hóa nó nhanh á, nó đẩy được cái con ký sinh trùng ra luôn. Dạ. Thằng kia là nó ăn nó diệt luôn cái con ký sinh trùng, nó mới thải ra cái đó, nó nguy hiểm lắm. Dạ. Thằng này nó thải từ từ, thành ra nuôi mấy vụ sau này tới giờ là hình như là không có sổ miếng nào, không có sổ ký sinh trùng. Không sổ ký sinh trùng mà nước thì cũng không có diệt khuẩn luôn phải không? Nước đó là cà lo đó, cà lo ở trong mấy cái hồ lọc nước kìa. Tới giờ luôn không có diệt khuẩn gì. Không diệt khuẩn mà cái nước lúc nào cũng đẹp. Có đẹp rồi thì diệt chi? Tôm mình bị khuẩn mình biết, bị khuẩn là thí dụ như là nó bị khuẩn là nó mòn đuôi rồi nó là những cái phụ bộ nó bị là đốm đen đốm đỏ rồi này kia bị khuẩn. Còn của mình đâu có đâu. Dạ. Nước lúc nào nó cũng sạch bon mà đẹp vậy nè, rồi tôm mình nó cũng sạch sẽ hoài, nó không đứt râu mòn đuôi không dễ chân á. Thì mình test nó không có khẩn thì thôi mình diệt khẩn chi. Dạ. Nếu mình test có khẩn thì bắt buộc mình phải diệt khẩn à. Khẩn này mình nước test. Này đẹp quá anh ơi, sao không có khẩn không dễ chân. Hồ lớn, hồ nhà tôm ương rồi tôm lớn thì một màu nước luôn. Ở đây cái vi sinh nó quản lý cái môi trường nó cực kỳ hay á, cho nên đó là cái vi sinh này mình không có thể nào bỏ nó được á. Dạ. Nó quản lý cái môi trường nước là không bao giờ biến động, từ nhỏ tới lớn luôn là không bao giờ biến động môi trường, là cái màu nước nó lên như vậy rồi là nó duy trì tới lớn luôn. Dạ. Cái màu ao ổn định màu luôn. Ổn định màu luôn, rồi cái môi trường mình vô trong cái ao hồ mình sạch sẽ lắm, cho nên là mình xài cái nào mình xác định được cái đó rồi là nó tốt rồi, nó hiệu quả rồi là mình không thay đổi. Cho nên đó là mấy cái này là nhiều khi bà con mình nuôi cũng phải quan tâm mấy cái đó mới được, chứ không phải là nhiều khi mình nuôi tôm chết rồi cái mình đổ thừa cái thuốc này không tốt, rửa vi sinh này không tốt, cái đó không phải. Cái môi trường mình quản lý á. Quản lý cái môi trường mình á, quản lý cái môi trường mình á, khi mà nó dơ bẩn nhiều quá rồi nó biến động môi trường rồi nó phát sinh ra vi khuẩn vi rút từ trong ao mình nhiều lắm, nên nó là con tôm mình nó xảy ra sự cố bệnh tật rồi này kia các thứ. Là thứ nhất là anh nói do cái môi trường mình quản lý không kỹ, nó là nó cái người mà đứng mà chăm sóc kỹ thuật đó là người nó là đứng đầu quan trọng số một. Môi trường mà em lúc nào cũng sạch sẽ hết trơn thì cái nước nôi mà nó quản lý được cái màu nước rồi nó tốt, nó đâu biến động môi trường, mà cái ao hồ nó dơ rồi đó, thì vài bữa là bắt đầu nó phát nó bắt đầu nó kiếm chuyện rồi đó. Lên màu này lên màu kia lên màu nọ đúng do cái người kỹ thuật quản lý, chứ không phải là do thuốc men người ta ăn tốt, môi trường người ta xài tốt, cái nào cũng tốt hết trơn, người ta chọn lọc kỹ lưỡng rồi thì người ta căn cứ theo đó người ta làm. Bà con mình cũng vậy thôi,
ví dụ thuốc ngang đó xài tốt, rồi cái những cái dòng vi sinh đó xài tốt, quản lý môi trường tốt, căn cứ đó mình xài. Nếu không phải là mình nói là nuôi tôm chết rồi là mình đổ thừa thuốc men rồi vi sinh đồ này kia các thứ, không giống, phải cái môi trường là thứ nhất là nó dơ bẩn ra, là nó sinh ra vi khuẩn rồi nó môi trường nó biến động lum, nó màu này qua màu kia lum hết trơn, thì có nghĩa là nó sốc môi trường đó, con tôm mình nó sinh ra dịch bệnh. Ví dụ như thời tiết mưa gió đa nuôi tốt vậy đó, qua ngày sau mưa gió mà mình đặt con tôm mình có vấn đề liền. Là do cái người chăm sóc quản lý là người đó là quản lý kỹ rồi biết cách vận hành cho tốt thì nó mới ổn định được, chứ không phải là mình nuôi chết là mình đổ thừa này kia, không phải đổ thừa mình á, đổ thừa mình là chính xác đó, đổ thừa mình là chưa có am hiểu rõ về cái phần kỹ thuật nào vậy. Anh nhắc đó, bà con mình quản lý môi trường là cho tốt, môi trường là cho tốt hả? Sát nước luôn, nó mạnh đó, nó nhảy mình dở lên, nó nhảy trễ chút là nó nhảy xào xào ra hết rồi. Quá trời, còn nó mạnh, nó nhảy dữ luôn. Ao này ao một này. Bây giờ mình coi tiếp chơi, mình coi vòng vòng chơi là hình như là tôm này mình khắc phục đó, nó còn rớt đáy không anh? Nó giảm tới 80% rồi, nhưng mà thời tiết nó chưa ổn, nó cũng còn ít á. Dạ. Coi cái ao nào cũng vậy hết, là hồ thứ hai, ao nào cũng vậy hết. Dạ. Nước nôi đẹp lắm, nước nôi nước quá tuyệt vời, không còn gì để nói nữa. Ao vậy đó. Ôi nè, nó cũng còn một hai con về chút đỉnh rồi, bự quá con trời vậy đó. Nhảy ra trơn, mới dở nhảy xào ra trơn quá trời dữ. Cái này nó bự, cái hồ này bự hơn tôm hết kia anh ơi. Này nó có hổm căng 4-6 con nè. Đó, nó nhảy ra ra chân con cái gì quá trời bự luôn. Nhảy ra mình dở chậm chút, nhảy ra chân mạnh quá. Tôm nó đề kháng, nó khỏe hơn khỏe. Nó nhảy chắc đề kháng nó khỏe, nó tốt cái gì mình dở gió là nó nhảy ra, là chút xíu là nhảy ra chân đó. Tôm nó mập mềm mới đã nãy. Tôm nó bú cũng là lạch bạch luôn. Bởi nhiều khi mình bán tôm ốc mà mình bán á, mấy thằng nó mua nó vô nó nói mình nó dốc, ủ mày căng đi mày biết tôm nó mập á, nó nặng sẵn sàng nó mà nó nặng chịu à. Nhiều khi nói 30 con là trời ơi, tôm lớn 30 con mày căng coi, hồi lên không tới 30 con vậy đó. Cái dẻ thịt đó, nó chắc mình nó mập á, mình nuôi không có lưới lan đâu, lưới lan mình dở trống ở giữa nè, trống trống vậy đó. Là con tôm nó mạnh, nó chắc thịt anh ạ. Chắc lắm rồi, nó cái thịt nó dễ hắt. Dạ. Hồi đó mình dở là mình để bít lưới lan đó. Bít lưới lan tôm nó cái vỏ nó mỏng chứ nó làm như là tôm không có chắc. Dạ. Nên là với cái màu đó nè, cái màu nó cũng khác nữa. Cái màu là không lưới lan là màu đẹp lắm. Bán mấy thằng nó lại mà nó mua tôm sống là nó mua oxy đó. Mua oxy đó là nó tôm ổng là ok. Mà lưới lan là nó chê á. Lưới lan nó làm tôm mỏng vỏ rồi thêm cái thịt nó không có nó đỏ, không đỏ. Không đỏ mà nó không chắc thịt nữa mà cái màu con tôm nó cũng không đẹp. Dạ. Còn mình dở đợt sau, mấy đợt sau mình dở lưới lan. Dở khúc giữa. Khúc giữa. Dở khúc giữa. Nhưng mà dở khúc giữa rồi môi trường mình vẫn tốt bình thường đâu. Đâu có biến động môi trường đâu, ao nào vậy chứ. Nước đẹp quá trời. Ao nào chứ, ao nào. Mấy ông ấy oxy đó, oxy mà chạy ống nano ấy, ống nhựa đó mà nó lên nằm ầm vậy thôi chứ nó thiếu oxy gì đâu. Trời, hồ này là hồ thứ năm. Bữa nay anh đem mình đi kiểm tra tôm. Kiểm tra. Lâu mình cũng phải kiểm tra nó thường, không kiểm tra nó bắt đầu tăng trưởng này kia. Quá nó cũng còn một hai con chết nữa không à. Quá trời đẹp. Nó thời tiết này á, rồi nhiều khi mấy thằng nó xi phong á, xi phong buổi sáng nó xi phong không kỹ á, nó còn sót cho nó thai gió hai con. Mà nó giảm dữ lắm rồi, có hổm nó chết ngày tới 6 ao này nó chết ngày tới 2 mấy ký. Bữa nay nó còn có sáng chiều còn 6 ao còn cái chừng 7-8 ký. Nó cũng phải chấp nhận gớt anh ạ. À.
thì cái thời tiết ai cũng bị hết. Dạ. Nhưng mà tôm đồ nó ăn vẫn tốt, khỏe bình thường. Nó cũng rồi, tăng trưởng bình thường ha. Rồi anh xác định là do cái thời tiết 100% là do thời tiết ai cũng bị hết. Tạc thuốc tạc men vậy nó cũng giảm vậy thôi, nó cũng còn lai gai vậy đó. Dạ. Nên là mình lúc này là đang chở chướng nè anh, cái gió bắc á. Giao mùa nè. Giao mùa thường cá phi rồi thấy nó chết nhóc đó. Cá cua là, biển không chết mà. Gió bắc về là cá phi chết hết. Ừ, cua biển đều không chết nữa. Dạ. Nên là tôm mình cũng ảnh hưởng nè. Mà tôm mà người nào bà con mình nuôi mà nó rớt đỉnh lai gai là nó ăn uống bình thường á, là mình chú tâm tới cái con tôm nó khỏe, nó ăn uống bình thường là mình chứng tỏ là bầy tôm đó nó không có bệnh hoạn gì hết. Dạ. Nó chỉ là gặp cái thời tiết bất lợi rồi nó những cái con yếu ăn đồ hay là nó bị sự cố gì trong cái môi trường. Tăng cường đồ dinh dưỡng rồi tạo cho nó có kháng thể rồi lên nó mạnh rồi nè. Đúng rồi, tăng cường dinh dưỡng rồi lên rồi bệnh rồi là tăng cường vôi rồi vôi nóng, vôi canxi rồi lên cho nó ấm nước, nhiệt độ nó biến đổi môi trường ngày đêm rồi đó. Dạ. Đó thì mình tăng cường mấy cái đó, tăng cường vôi nóng rồi vôi canxi rồi thêm cho nó rồi cho ăn đề kháng rồi nhiều khi chăm nước đồ phải tạt những cái chống sốc rồi cho nó thêm. Dạ. Nó để cho nó ít bị sốc môi trường á, ít bị sốc môi trường thì nó ít có ít hao. Dạ. Vậy đó, còn nó sốc môi trường là nó hao. Đó, nó vô gió vô đây dữ quá trời luôn rồi, nhảy gào hao này thứ năm nè. Ồ bò tôm rồi nó nhảy kìa, con này đó. Chắc có 40 trắng hết trơn ngoài vậy, mạnh quá. Trời, thấy mê luôn kìa, anh nuôi khéo dữ luôn á. Tôm này nhìn thấy nó sạch sẽ, nó sạch con, nó râu ghe đồ đầy đủ hết trơn, đâu có phụ bộ đâu đầy đủ, đâu có khẩn gì đâu. Dạ. Khẩn thì nó bị cái đuôi nó bị xoắn liền. À, với mấy cái okay mà. Cái thân nó đồ bị đốm đen, đốm đỏ rồi này kia đủ kiểu hết trơn. Con này nó ok chứ. Thành ra mình lâu lâu mình nói ngay mình nuôi chuyên nghiệp mà mình lâu mình tét nước một lần thôi, nhưng mà tét nước thì nó không ảnh hưởng gì, nó không có khuẩn gì nhiều chứ, cho nên mình đâu có dịch khuẩn gì đâu. Chứ ruột đó là không có ký sinh trùng luôn đó, ruột đó đẹp đó. Không có sổ miếng nào ký sinh trùng. Dạ. Ao thứ 6 nè, ao này. Dạ. Sang chót nữa, nhỏ hơn kia chút nè. Ồ, cũng vậy chứ có nhỏ gì đâu. Nhỏ hơn chút. Nhỏ hơn tí. À.